biến Vạn Thịnh Phát lụi tàn nhưng đầu bạc vẫn đầu hàng hai Nhật. Vào ngày 5 tháng 3, vụ án Vạn Thịnh Phát đã được đưa ra xét xử ngày đầu tiên. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 4 với số lượng bị cáo rất lớn. 86 người kể cả bà Trương Mỹ Lan. Có 13 bị cáo bị truy tố với khung hình phạt đến chung thân hoặc tử hình. Trong đó có bà Trương Mỹ Lan do tham ô 304.000 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Nhàn do nhận hối lộ 5,2 triệu đô la và Trương Huệ Vân vì giúp sức cho bà Lan. Đây là vụ án rất lớn, tuy nhiên đến giờ này, nhân vật được cho là đã giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm hàng loạt khu đất vàng tại Sài Gòn là ông Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì. Bà Lan và 85 bị cáo khác ra tòa, xem như 99% ông Lê Thanh Hải đã an toàn, còn lại 1% dành cho bất ngờ nào đấy. Bà Trương Mỹ Lan ra tòa kết thúc một vụ Vạn Thịnh Phát to xác nhưng rỗng thần. Vụ án Vạn Thịnh Phát đổ bể một lần nữa cho thấy nền tảng pháp lý và tổ chức quản lý nhà nước của chế độ này có vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đã từ lâu những doanh nghiệp Việt Nam đột nhiên lớn mạnh rồi sau đó sụp đổ. Gần như không có một doanh nghiệp nào có thể sống thọ hơn 40 năm. Sự thối nát của hệ thống chính trị kéo theo hàng loạt doanh nghiệp lớn mạnh một cách phi pháp, mang theo bao nhiêu mầm bệnh. Đến khi kinh bệnh bùng phát thì không thể nào cứu vãn nổi. Hiện nay có rất nhiều tập đoàn có cung cách làm ăn theo kiểu Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng cho khui hết thì không biết nền kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào. Nền chính trị mục nát kéo theo nền kinh tế cũng mục ruỗng từ bên trong. Ở các nước dân chủ cũng có việc doanh nghiệp vận động hành lang giới chính trị, thậm chí quyên góp cho một nghị sĩ nào đấy để họ đề xuất những dự luật có lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, những dự luật ấy được đem ra mổ xẻ, tranh luận công khai trước khi biểu quyết. Hơn nữa, khi biểu quyết thông qua dự luật thì mỗi lá phiếu đều rất có giá trị. Còn ở Việt Nam, Quốc hội là một tập thể nghị gật và do luật nào thuận ý đảng rồi cũng được đồng thuận cao. Hơn nữa, dù có luật thì cũng không mấy cơ quan chức năng và quan chức tôn trọng luật pháp. Vì vậy, khi giới chức và giới chính trị đỡ đầu cho doanh nghiệp thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không thể lớn mạnh nếu không có bàn tay của Lê Thanh Hải nâng đỡ. Nhưng khi Vạn Thịnh Phát bị pháp luật sờ đến thì vẫn không chạm đến được quyền lực chính trị đằng sau. Do đó không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và những Vạn Thịnh Phát khác sẽ lại nổi lên. Vạn Thịnh Phát như cây dưa leo vậy, Lê Thanh Hải như tảng đá, ông Tổng dùng rìu chém đứt dây leo nhưng rìu lại bị mẻ vì đụng phải tảng đá quá cứng. Kết quả dây leo chết nhưng tảng đá vẫn còn trơ trơ và rồi nó lại làm bệ đỡ cho dây leo khác tiếp tục phát triển và vơ vét tiền tài sản của nhà nước và cũng là của nhân dân. Vạn Thịnh Phát đổ nhưng Lê Thanh Hải thì vẫn bình an vô sự. Doanh nghiệp dựa vào chính trị, nhờ chính trị để che đậy làm ăn gian dối, cứ thế doanh nghiệp lớn dần lên. Đến khi thế lực chính trị đỡ đầu suy yếu thì doanh nghiệp cũng ngã nhào. Ở Việt Nam có mấy doanh nghiệp lớn mà không đi theo công thức này hay không? Nếu không theo công thức đấy thì doanh nghiệp không thể nào lớn được. Nền chính trị lành mạnh và trong sạch sẽ tạo ra một nền kinh tế trong sạch và lớn mạnh. Mà doanh nghiệp lớn mạnh là bởi nội lực chứ không phải bởi vào dựa dẫm. Đó là lý do các doanh nghiệp ở các nước dân chủ dễ hòa nhập quốc tế, còn ở Việt Nam thì sao đây? Lớn như Vingroup nhưng khi ra với thị trường quốc tế thì vẫn không thể nào tìm được chỗ đứng cho mình. Vạn Thịnh Phát to xác nhưng ốm yếu. Vậy còn bao nhiêu doanh nghiệp to xác nhưng không thể tự đứng trên đôi chân của chính mình? Không ai biết điều này, chỉ biết doanh nghiệp Việt Nam đang bị nhốt trong cái chuồng chính trị chật hẹp, cho nên chỉ có thể nằm một chỗ béo ú lớn xác nhưng không có sức khỏe. Đấy là thực trạng đáng buồn cho nền kinh tế của Việt Nam, mục ruỗng hoàn toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin biến Vạn Thịnh Phát thành lụi tàn nhưng đầu bạc vẫn đầu hàng hai Nhật. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Học tập và làm theo tấm gương ai, chiến sĩ công an gọi và tổ chức bày lắc. Vào ngày 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trung Hưng, 33 tuổi, án 7 năm tù, Lê Anh Tuấn, 39 tuổi, 6 năm, 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất gây nghiện. Điều đáng nói là cả hai người này đều từng là công an. Hai cựu công an này đã kêu gọi gái đến khách sạn Helemon ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội và tổ chức bay lắc ở đây. Đây không phải là trường hợp cá biệt về việc công an phạm pháp. Còn nhớ vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, Đại úy Công an Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đã đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bắn chết hai con dê của người dân để đem về nhậu. Hậu quả ngày 19 tháng 1 vừa qua, Nhân bị tuyên án 8 tháng tù, hai người còn lại bị tuyên án 7 tháng tù. Hai công an tổ chức bay lắc cùng gái tại khách sạn bị ra tòa. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, là cán bộ thuộc đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt cóc một bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc. Điều đáng nói là các tờ báo nhà nước đăng tin bắt cóc nhưng lại giấu đi thông tin Trung là cảnh sát. Trên đây chỉ là những lính trẻ còn thiếu kinh nghiệm, còn những lính già đã về hưu như Đỗ Hữu Ca thì lại nguy hiểm hơn gấp bội. Khi ông Đỗ Hữu Ca tổ chức cướp đất của anh nông dân Đoàn Văn Vươn, ông tỏ ra cực kỳ oai phong. Đến khi về hưu và bị bắt, lúc đó người dân mới thấy hết sự thối nát của ông này, mà trong ngành công an còn rất nhiều Đỗ Hữu Ca. Có điều, Đỗ Hữu Ca này chưa bị lộ hoặc sắp bị lộ mà thôi. Đấy là những vụ án điển hình, còn rất nhiều những vụ án khác mà trong đó công an, những người đã được học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện hành vi phạm pháp. Những công an phạm pháp ấy rất nguy hiểm cho xã hội, nhưng không nguy hiểm bằng những hành động phạm pháp có tính tổ chức và được đảng bảo kê không bị truy tố. Người dân không lạ gì chuyện công an giả dạng côn đồ, đánh đổ máu những nhà bất đồng chính kiến. Đấy là hành động phạm pháp được đảng bảo kê. Những công an giả dạng côn đồ ấy làm theo chỉ thị miệng từ bên trên. Họ phạm pháp xong thì đổ lỗi cho thành phần bất hảo là xong chuyện. Không chỉ công an mà hầu hết đảng viên Đảng Cộng sản cũng đều được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn đảng học tập và làm theo nhưng đạo đức toàn đảng ngày càng xuống cấp. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Do vậy, việc dạy tấm gương ấy không hiệu quả hay bản thân tấm gương ấy là tấm gương xấu đây? Cấp tướng còn chẳng ra gì thì làm sao bảo cấp dưới có đạo đức cho được? Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khởi xướng bởi ông Nông Đức Mạnh từ gần 20 năm trước. Đây là chương trình rất tốn kém, dùng tiền thuế của dân để đảng tổ chức dạy cho nhau những tấm gương được tô vẽ. Tiền thuế của dân bị đem quẳng vào những chương trình vô bổ này mà hiệu quả thì chẳng có gì. Đôi khi nó còn ngược lại. Cơ chế thiếu minh bạch là nguyên nhân chính làm cho lòng tham trỗi dậy khi có quyền trong tay nhưng không bị kiểm soát. Điều đầu tiên mà quan chức nghĩ đến là trục lợi. Điều đáng nói là báo chí, nơi làm nhiệm vụ phê phán thì là hoàn toàn chuyện nâng bì, dối trá, tạo thành tích ảo để mà tuyên truyền. Đã ăn tàn phá hại mà còn được tuyên giáo tô vẽ nên hình ảnh đẹp đẽ trước công chúng thì dại gì họ không ăn đây. Trường hợp ông Đỗ Hữu Ca là một ví dụ. Ở cấp cao như ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có xem luật pháp quốc tế ra gì đâu. Chính ông cũng ra nước ngoài bắt cóc người thì làm sao ngành công an của ông biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho được. Đấy là tấm gương rất xấu chứ đâu xa. Các sĩ quan công an từ cấp cao đến cấp thấp cứ nhìn vào đó mà học, chứ chẳng học cái gì gọi là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Học tập và làm theo tấm gương ai, chiến sĩ công an gọi gái tổ chức bày lắc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de